Ukraine chặn cuộc tấn công mạng của Nga vào lưới điện. Tổng thống Zelensky, cuộc xâm lược đã khiến Nga hứng chịu những tổn thất không thể bù đắp được. Quan chức cấp cao của Nga gợi ý Nga có thể tiếp tục án tử hình. Mỹ có thể gửi trực thăng MI-17 cho Ukraine. Nga tuyên bố hạ 50 lính Ukraine mở đường máu khỏi Mariupol. EU thành lập trung tâm nhân đạo ở Moldova cho người tị nạn Ukraine. 44 người tập Pháp Luân Công đã bị hại chết tại Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm Đội quân phòng dịch khổng lồ của Trung Quốc trong vòng xoáy Zero Covid bất tận Các hãng bài Việt gặp khó vì giá nhiên liệu tăng Meta đã chi 26,8 triệu đô la Mỹ để bảo vệ Mark Zuckerberg Phát hiện mới về trải nghiệm của con người khi cận kề cái chết Thưa Lâm xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 13 tháng 4 của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine chặn cuộc tấn công mạng của Nga vào lưới điện. Thưa quý vị, theo AP, các quan chức Ukraine hôm thứ Ba ngày 13 tháng 4 cho biết, họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công mạng được lên kế hoạch từ cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga vào lưới điện của nước này. Giới chức cho biết cuộc tấn công nhằm đánh sập các trạm biến áp diễn ra vào thứ Sáu tuần trước. Về phía Ukraine không giải thích chi tiết về cách thức tin tạc quân sự Nga bị đánh bại. Tuy nhiên, đội ứng cứu khẩn cấp máy tính của Ukraine đã cảm ơn Microsoft và công ty an ninh ESET trong một bản tin riêng. Tin tạc tình báo quân sự GRU của Nga đã hai lần tấn công thành công vào lưới điện của Ukraine vào mùa đông năm 2015 và 2016. Thưa quý vị, ở một diễn biến khác, hôm thứ Ba ngày 12 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc xâm lược đã khiến Nga hứng chịu những tổn thất không thể bù đắp được. Ông nói trong một thông điệp qua video được đăng tải trên mạng xã hội, mức độ tổn thất của quân đội Nga hiện không thể bù đắp được. Nó cao hơn cả những gì Liên Xô phải hứng chịu trong 10 năm chiến tranh ở Afghanistan và cả Nga trong hai cuộc chiến ở Chechnya. Ông cũng nhấn mạnh, bạn có nhớ cách Nga khoe khoang rằng họ sẽ chiếm được Kiev trong 48 giờ hay không? Thay vào đó, Ukraine đã đẩy lùi kẻ thù trong 48 ngày. Theo bản cập nhật của Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Ba, số lính Nga thiệt mạng đã lên đến 19.600 người. Ngoài ra, Kiev cũng tuyên bố đã hạ được 157 chiến đấu cơ, 140 trực thăng, 732 xe tăng, 124 UAV, 1.946 xe bọc thép, 349 khẩu pháo, 7 tàu chiến cùng hàng ngàn thiết bị quân sự khác của Nga. Theo tổng thống Zelensky con số 20.000 lính Nga phải bỏ mạng sẽ sớm được cập nhật. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Sắp tới sẽ là 30.000, 40.000 lính thiệt mạng. Tổng thống Zelensky cũng lưu ý, hôm nay tại Nga một lần nữa tuyên bố rằng cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của họ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng thành thật mà nói, không ai trên thế giới hiểu được làm thế nào mà một kế hoạch như vậy lại có thể xuất hiện khi nó khiến hàng chục nghìn binh lính thiệt mạng trong hơn một tháng chiến tranh. Ông nói, ai có thể phê duyệt một kế hoạch như vậy và mức độ thiệt hại cuối cùng của nó có thể chấp nhận được đối với những người này là bao nhiêu. Và sáng sớm ngày 13 tháng 4, nhà lãnh đạo Ukraine trên Twitter cũng khen ngợi Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã sử dụng từ diệt chủng để mô tả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Lời nói chân chính của một nhà lãnh đạo thực sự, ông viết, Gọi mọi thứ bằng tên của nó là điều cần thiết để chống lại cái ác. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã cung cấp cho đến nay và chúng tôi khẩn cấp cần thêm vũ khí hạng nặng để ngăn chặn những hành động tàn bạo hơn nữa của Nga. Quan chức cấp cao của Nga gợi ý Nga có thể tiếp tục án tử hình Thưa quý vị, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga, người hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga mới đầy ám chỉ, Nga có thể sớm đưa án tử hình trở lại hợp pháp theo báo cáo từ hãng truyền thông Nga và Pravda. Tuyên bố của Medvedev được đưa ra sau khi Nga chia tay Hội đồng châu Âu vào tháng trước. Ông Medvedev cũng cáo buộc các thành viên của quân đội Nga đã phải chịu sự tra tấn khi bị lực lượng Ukraine bắt giữ, nói rằng đã từng xảy ra vụ quân nhân Nga bị cắt cổ họng và bị bắn vào đầu gối. Nhưng theo tác giả và cựu sĩ quan tình báo người Mỹ gốc Nga, Rebecca Kopler, tuyên bố của Medvedev là một ví dụ khác về nỗ lực truyền bá thông tin sai lệch của Nga. Trao đổi với Fox News hôm thứ Ba, bà Kovler nói, Moscow đang tiến hành một hoạt động thông tin sai lệch khác để bình thường hóa câu chuyện về án tử hình khi họ tìm kiếm sự biện minh để sử dụng nó chống lại các quân nhân Ukraine hoặc các thành viên đối lập trong nước. Bà Kovler cũng lưu ý ông Putin gần đây đã viện dẫn các chiến thuật khủng bố đỏ thật Stalin, kêu gọi công dân Nga quay lưng với những kẻ phản bộ chính quyền Nga. Bà Kovler nhấn mạnh, ông ta muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả người Nga và người Ukraine. Mỹ có thể gửi trực thăng MI-17 cho Ukraine Thưa quý vị, theo báo cáo của Fox News, Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch mở rộng loại vũ khí mà Mỹ sẽ gửi tới Ukraine. Một phần của việc mở rộng có thể bao gồm việc gửi trực thăng MI-17 cho Kiev. MI-17 là máy bay trực thăng có từ thời Liên Xô và được thiết kế vào những năm 70. Chúng chính là những chiếc trực thăng đã được không quân Afghanistan sử dụng trước đây. Thông tin này được đưa ra khi chính quyền Biden dự định sẽ công bố một khoản hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 750 triệu đô la Mỹ cho Ukraine vào 13 tháng 4 theo giờ địa phương. Hôm thứ Ba, Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh và nhân đạo cho Kiev. Tòa Bé ốc cho biết các nhà lãnh đạo đã nói chuyện để thảo luận về chuyến thăm gần đây của ông Johnson tới Ukraine. Nga tuyên bố hạ 50 lính Ukraine mở đường máu rời khỏi Mariupol, Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 90 binh sĩ Ukraine mở đường máu khỏi thành phố Mariupol nhưng bị chặn đứng. 50 người thiệt mạng, số còn lại đầu hàng. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 4, tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói, số binh sĩ Ukraine này tìm cách dùng xe bọc thép chiến đấu để thoát khỏi nhà máy sắt thép Ilyich ở Mariupol và rời thành phố theo hướng Bắc trong đêm. Tuy nhiên, kế hoạch mở đường máu đã bị chặn dưới hỏa lực không kích và pháo kích. Ông Konashenko nói ba xe tăng, 5 xe bọc thép và 7 ô tô của Ukraine bị phá hủy trong cuộc giao tranh, với khoảng 50 binh sĩ đối phương thiệt mạng. Số còn lại gồm 42 binh sĩ buông súng đầu hàng. Nga không tiết lộ thương vong mà họ thiệt hại trong trận chiến này là bao nhiêu, trong khi quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. EU thành lập trung tâm nhân đạo ở Moldova cho người tị nạn Ukraine Thưa quý vị, Ủy ban châu EC đang xúc tiến thành lập một trung tâm hỗ trợ nhân đạo ở Moldova để giúp đỡ người tị nạn Ukraine. Phát biểu với báo giới hôm 12 tháng 4, ông Balazs Uvari, người phát ngôn EC về viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng cho biết, EU đang thiết lập một trung tâm ở Chisinau cho các đối tác nhân đạo và chuyển tới 1.200 lều và 4.000 của Liên minh châu EU cho những người phải sơ tán do chiến tranh. Moldova cũng nhận được sự hỗ trợ từ Na Uy và 18 quốc gia thành viên EU thông qua cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu, vốn cho phép một quốc gia ngoài EU khi đối mặt với tình huống khẩn cấp có thể nhận được sự giúp đỡ của các quốc gia thành viên EU. Theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2, hơn 4,5 triệu người đã rời khỏi Ukraine. Trong khi đó, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết hơn 870.000 người sơ tán ra nước ngoài đã trở về nước. Trong số này, ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em. Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn lời quan chức của Ukraine cho biết, 2.671 dân thường đã được sơ tán khỏi các khu vực xảy ra chiến sự, trong đó có 208 người ở Mariupol, 328 người ở vùng Luhan. 44 người tập Pháp Luân Công đã bị hại chết tại Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm Thưa quý vị, theo thống kê của trang org từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, có 44 người tập Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết, trong đó có 16 học viên nam và 29 học viên nữ, phân bố ở 16 tỉnh và khu tự trị. Trong số đó, cuộc bức hại ở tỉnh Liêu Ninh là nghiêm trọng nhất, với 11 người bị bức hại đến chết Tiếp theo là tỉnh Hồ Bắc 6 người, Hắc Long Giang và Tứ Xuyên mỗi tỉnh 4 người. Khi còn sống những ngày này đều bị chính quyền Trung Quốc giam giữ phi pháp. Một số người bị kết án tù, cải tạo lao động, bị bắt cóc, giam giữ và bức hại. Trong thời gian bị giam giữ bất hợp pháp, họ đã bị cảnh sát tà ác của chính quyền Trung Quốc và những kẻ xấu bức cung, tra tấn, hạ độc, bức hại về tinh thần và thể chất với các mức độ khác nhau. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, 239 người tập pháp luân công đã bị kết án phi pháp. Trong số đó tháng 1 có 132 người, tháng 2 có 33 người và tháng 3 có 74 người. Các bản án bất hợp pháp phân bố ở 20 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương. Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022, 782 người tập pháp luân công khác đã bị bắt cóc và quấy rối. Đơn cử trường hợp của Quý Vân Chi, một học viên pháp luân công ở Bairin hay Ba Lâm Tả Kỳ, khu tự trị nội mông bị bức hại bởi từ kiếm phong từ Đại đội An ninh Quốc gia thuộc Cục Công an Tả Kỳ. Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2022, bà qua đời một cách bi thảm tại bệnh viện Bairin ở tuổi 66. Lúc sinh thời bà bị cai ngục và tù nhân trong trại giam đánh đập dã man vì cho tần đến chết, bà từng nói với những người trong phòng giam rằng nếu tôi chết thì chính là chết vì bị bức hại. Trường hợp khác là bà Trương Tư Cầm, một học viên pháp luân công 69 tuổi ở quận Kim Châu, thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh. Ngày 19 tháng 1 năm 2022, công an đã đột nhập bắt cóc bà Trương, sau đó bà bị đưa tới nhà tù Diêu Gia, Đại Liên. Lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 2022, gia đình được biết bà Trương Tư Cầm đã bị tra tấn đến chết trong trại giam. Người nhà muốn xem thi thể nhưng họ nói chỉ có thể nhìn và nhìn xong thi thể sẽ được mang đi hỏa táng. Theo thống kê từ minhkhuê.org trong năm 2021, có 131 người tập luyện pháp luân công bị bức hại đến chết, 1.184 người bị kết án phi pháp, 5.886 người bị bắt cóc, 10.527 người bị quấy rối. 2747 người bị lục soát nhà và 142 người bị giữ lương hưu. Luật sư bào chữa cho các học viên pháp luật công ở Trung Quốc đại lục chỉ ra rằng, mọi cáo buộc chống lại họ thực chất là đàn áp chính trị dưới chiêu bài pháp luật. Theo một báo cáo gần đây của minhkhoe.org ngày 31 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Hành pháp của Quốc hội Hoa Kỳ với Trung Quốc (CECC) đã công bố báo cáo nhân quyền thường niên năm 2021. Báo cáo cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục bức hại pháp luật công và khuyến nghị rằng Quốc hội và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ cần thúc giục Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho mọi công dân. Nhấn mạnh với chính quyền Trung Quốc rằng các học viên Pháp Luân Công có quyền tự do tập luyện ở Trung Quốc. Quân đội phòng dịch khổng lồ của Trung Quốc trong vòng xoáy Zero Covid bất tận Thưa quý vị, để duy trì chính sách Zero Covid khắc nghiệt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát dữ dội trở lại tại nhiều địa phương, nhà chức trách Trung Quốc đã đang huy động một lực lượng rất lớn nhân viên phòng dịch đảm nhận hàng loạt vai trò khác nhau từ xét nghiệm, khử trùng, phong tỏa, giám sát và tiếp tế thực phẩm trong khu phong tỏa, đưa người đến trại cách ly covid tập trung và vận hành trại cách ly, kiểm tra mã màu qr xanh, vàng, đỏ và rất nhiều công việc khác. đặc trưng bởi bộ đồ bảo hộ trắng, lực lượng phòng dịch đông đảo này được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi là người áo trắng vĩ đại, trong khi một số cư dân mạng gọi họ như đội quân Stormtrooper của chúa tể bóng tối Darth Vader, trong Star Wars. Trong các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy rất nhiều hình ảnh đau lòng khi những người áo trắng vĩ đại này đánh đập, bắt bớ và cưỡng chế người dân khi vận hành Zero Covid. Họ cũng phải đối diện với thực tế khắc nghiệt, bị nhiễm bệnh hay làm việc đến kiệt sức. Bất chấp những cải thiện trong những năm gần đây, nguồn lực y tế của Trung Quốc vẫn tụt hậu so với một số nền kinh tế khác ở châu Á. Theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Critical Care Medicine, Trung Quốc đại lục có 3,6 giường chăm sóc bệnh nhân nguy kịch trên 1.000 người, so với con số 7,1 ở đặc khu Hồng Kông và 11,4 ở Singapore. Karen Gripin, phó giáo sư tại Đại học Hồng Kông cho biết, tại Vũ Hán hồi năm 2020, các nhân viên y tế được khai triển từ khắp nơi trên đất nước Trung Quốc, nhưng nếu đại lục phát hiện các đợt bùng phát đồng thời trên một số lượng lớn các tỉnh thì điều này có thể dễ dàng vượt quá nguồn lực về sức khỏe cộng đồng của họ. Lực lượng phòng dịch hiện tại ở Trung Quốc huy động rất nhiều tình nguyện viên, có thể hoạt động theo nhóm lớn hay nhỏ độc lập hay phối hợp với các lực lượng an ninh khi tiến hành thực thi chiến lược Zero Covid. Các hãng bay Việt gặp khó vì giá nhiên liệu tăng Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Hàng không được dinh trích dẫn, giai đoạn đầu năm 2022, do các bất ổn về tình hình chính trị trên thế giới, giá nhiên liệu a 1 tăng cao đột biến. Thậm chí cuối tháng 3, khi đà tăng của giá dầu thô có dấu hiệu chứng lại thì giá ZA1 vẫn tiếp tục tăng cao. Theo tính toán của Cục Hàng không, giá định tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm 39,5% tổng chi phí, các yếu tố chi phí khác không có biến động. Thì chi phí nhiên liệu tháng 4 của các hãng hàng không tăng 65% so với tháng 12 năm 2014 và tăng 84% so với tháng 9 năm 2015. Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Khắc Hải khẳng định nếu giá nhiên liệu bay duy trì ở mức 130 đô la Mỹ một thùng cho cả năm 2022, chi phí nhiên liệu ước tính của Bamboo Airways sẽ tăng thêm khoảng 3.200 tỷ đồng. Con số này sẽ tăng lên đến 4.600 tỷ đồng nếu nhiên liệu lên đến mức 150 đô la Mỹ một thùng. Tương tự, phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Hồng Quang cho biết chi phí của hãng sẽ tăng thêm 5.700 tỷ đồng nếu giá nhiên liệu bay là 130 đô la Mỹ một thùng. Nếu lên tới 160 đô la Mỹ một thùng thì chi phí sẽ tăng thêm tới 9.100 tỷ đồng, làm trầm trọng hơn mức lỗ dự kiến năm 2022 của hãng. Với Vietjet Air, chi phí của hãng sẽ phải tăng thêm tới 5.200 tỷ đồng nếu nhiên liệu Jet A1 duy trì mức 130 đô la Mỹ một thùng. Con số này của Viettravel Airlines là 310 tỷ đồng. Meta đã chi 26,8 triệu đô la Mỹ để bảo vệ Mark Zuckerberg. Theo quý vị, theo báo cáo của Meta gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, SEC, công ty này đã chi 26,8 triệu đô la Mỹ để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg và gia đình ông trong năm 2021, tăng 6% so với năm 2020. Cụ thể Meta chi 15,2 triệu đô la Mỹ để thanh toán các hoạt động liên quan đến an ninh và bảo đảm an toàn cho CEO Mark Zuckerberg. Chi phí này bao gồm thuê lực lượng an ninh tại nhà riêng và đi theo trong những chuyến du lịch cá nhân. Bên cạnh đó Meta phải chi thêm khoảng 10 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động bảo vệ gia đình của Zuckerberg và 1,6 triệu đô la Mỹ cho việc đi lại. Cụ thể, Meta chi 15,2 triệu đô la Mỹ để thanh toán các hoạt động liên quan đến an ninh và bảo đảm an toàn cho CEO Mark Zuckerberg. Chi phí này bao gồm thuê lực lượng an ninh tại nhà riêng và đi theo trong những chuyến du lịch cá nhân. Bên cạnh đó Meta phải chi thêm khoảng 10 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động bảo vệ gia đình của Zuckerberg và 1,6 triệu đô la Mỹ cho việc đi lại, cụ thể là để sử dụng máy bay riêng. Theo Bloomberg, số tiền ngày càng tăng cao phản ánh việc CEO của Meta có xu hướng đi lại nhiều hơn cũng như bản thân Zuckerberg cảm thấy bất an nên cần tăng cường an ninh cá nhân. Số tiền kể trên nằm trong mức phúc lợi của Zuckerberg. Ông chỉ nhận mức lương 1 đô la Mỹ tượng trưng hàng năm cũng như không sở hữu cổ phiếu thưởng. Điều này giúp CEO Meta tránh được các khoản thuế thu nhập liên quan. Giám đốc vận hành Serin Sandberg của Meta cũng có mức chi phí an ninh khá cao với 9 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, con số chỉ bằng khoảng 1 phần 3 so với số tiền dành cho Zuckerberg. Chi phí an ninh cho Mark Zuckerberg năm 2021 cao hơn nhiều lần so với các CEO của những công ty công nghệ lớn. Lãnh đạo của nhiều công ty công nghệ lớn khác như Sander Pichai, CEO Google, Evan Spiegel, CEO Snapchat, Larry Ellison, CEO tập đoàn Oracle và Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đều không dành nhiều tiền cho hoạt động an ninh cá nhân. Đa số đều chỉ bằng 7-17% so với Mark Zuckerberg. Trong khi đó, chi phí bảo đảm an ninh cho CEO của Tesla, Elon Musk, lại không có con số cụ thể. Phát hiện mới về trải nghiệm của con người khi cận kề cái chết Thưa quý vị, một nghiên cứu mới được công bố kết luận rằng trải nghiệm cận tử mà những người sống sót kể lại không phải là một dạng ảo giác. Cụ thể, theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí The New York Academy of Science hôm 7 tháng 4, ước tính hàng trăm triệu người đang sống trên thế giới đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết. Nghiên cứu lưu ý đây là kết quả trực tiếp của những tiến bộ trong y học, hồi sức và chăm sóc ca bệnh nguy kịch trong thế kỷ qua. Sampania, giám đốc nghiên cứu về hồi sức tim phổi tại Trung tâm Y tế NYU Langone ở New York, Mỹ, tác giả nghiên cứu lưu ý cái chết được định nghĩa về mặt lâm sàng là khi tim ngừng đập, nhưng não bộ khi đó không ngừng hoạt động hoàn toàn ngay lập tức. Chuyên gia Pania nói, tế bào não không bị tổn thương đến mức không thể phục hồi ngay sau khi tim ngừng đập. Thay vào đó, các tế bào não chết sau nhiều giờ đồng hồ. Điều này giúp các nhà khoa học nghiên cứu một cách khách quan về các sự kiện diễn ra liên quan đến cái chết. Nhóm nghiên cứu phát hiện hoạt động của não bộ sau khi cơ thể chết cho thấy trạng thái ý thức cao. Các nhà khoa học nhận thấy trải nghiệm cận tử của con người có một số điểm chung, gồm cảm giác tách khỏi cơ thể, nhận ra cái chết, cảm giác tới một địa điểm nào đó, cảm giác đúc kết lại ý nghĩa của cuộc sống. Cảm giác như đang ở nơi nào đó giống như là nhà. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu chưa thể chứng minh trải nghiệm cận tử có liên hệ với cái chết như thế nào. Chuyên gia Panida trưởng nhóm nghiên cứu kết luận, rất ít nghiên cứu tìm hiểu một cách khách quan và khoa học điều gì xảy ra khi chúng ta chết. Phát hiện này phần nào cho thấy cách ý thức tồn tại trong con người và có thể mở đường cho các nghiên cứu sâu hơn. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký mail để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deccan News trên Facebook một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.